Bạn đang hoang mang, không biết lựa chọn ngành học nào phù hợp với mình. Bạn đang lo lắng, ra trường sẽ làm công việc gì. Bạn băn khoăn, lấy đâu ra nguồn để trả học phí. Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng sẽ giúp bạn giải đáp những băn khoăn, lo lắng đó. Đến với Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, sinh viên được thoải mái, lựa chọn tùy vào sở thích và năng lực của mình với 38 chuyên ngành khác nhau. Tất cả đều hội tụ tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Bên cạnh hệ đại trà đào tạo như những trường đại học khác, Hồng Bàng còn có những chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, chương trình liên kết quốc tế, chương trình du học tại chỗ và chương trình song bằng 5 năm nhận 2 bằng tại các quốc gia như Úc, Mỹ, Thụy Sĩ. Với mức học phí dao động từ 22,5 triệu đến 38,5 triệu một kỳ, tùy theo chương trình đào tạo mà học sinh lựa chọn. Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank đã ký kết thỏa thuận hợp tác trên cơ sở cung cấp giải pháp thanh toán học phí tối ưu dành cho sinh viên đang theo học tại hệ đại học và sau đại học. Sacombank đã dành 300 tỷ cho vay với lãi suất ưu đãi dành cho sinh viên thanh toán học phí trọn gói hoặc theo từng năm học, với thời gian vay tối đa lên đến 10 năm. Bên cạnh đó, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng có sẵn một mạng lưới các doanh nghiệp liên kết hỗ trợ việc làm cho sinh viên mới ra trường, đảm bảo 100% cơ hội việc làm dành cho các em sinh viên sau khi tốt nghiệp tại các tập đoàn quốc gia, các công ty lớn. Một số những cái chương trình mà chúng tôi đã làm và cũng tiếp cận đến thực sự đến các trường đại học và giúp cho các bạn ấy hiểu thực sự là ngân hàng cần những con người như thế nào khi các bạn mới ra trường, và chúng tôi sẽ giúp các bạn lấp được ghép những cái khoảng đó. Và tôi hiểu rằng là các bạn sinh viên mới ra trường thì có rất nhiều những cái ý tưởng, có rất nhiều những cái sáng tạo, và chúng tôi sẽ giúp các bạn làm được việc đó cùng với cái những cái chương trình đào tạo tân tuyển on board cho những cái bạn sinh viên mới ra trường để giúp các bạn đến tiếp cận với ngân hàng một cách nhanh nhất. Về phía doanh nghiệp thì tôi nghĩ chúng ta nên tạo điều kiện cho các bạn sinh viên mới ra trường, bởi vì trong thời gian các bạn mới ra trường các bạn rất là cần việc làm. Nếu chúng ta không tạo điều kiện cho các bạn sẽ phải làm những cái ngành nghề trái với lại cái chuyên ngành của các bạn. Và khi như vậy thì chúng ta mất đi cái nguồn nhân lực quý giá mà chúng ta được nhà trường đào tạo ra. Chính vì vậy, tôi muốn tiếp nhận các em sinh viên đến kiến tập, thực tập và trở thành nhân viên chính thức của Pharmacity. Vậy bạn có cần một người đồng hành vững chắc cho hành trình đại học đầy hào hứng và tuyệt vời này không? Hãy để Đại học Quốc tế Hồng Bàng bước cùng hành trình đại học và công việc tương lai của bạn. Chọn Hồng Bàng, vững vàng tương lai.